Xin chân anh cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Và cũng gần gần cuối của series này rồi. Công nhận là đáng đồng tiền bát gạo. Mỗi tội là phải đợi hơi lâu, đúng không anh em? Nào, không rông dài thêm nữa, hãy cùng mình đến ngay và luôn với Chuyện Ma Nhà Âm tập 14. Kỳ lạ thay, lời của Trần Đề vừa dứt, ngay lập tức 13 vị âm quân nhanh chóng đã hành động. Đầu tiên là tứ cấm vệ quân tộc Trần, bốn thân ảnh hoàng kim ngồi trên lưng ngựa, dùng chân của họ thúc vào hông. Tiếp đến là một tràng âm thanh chiến mã hí dài, những cái luồng khói vàng đặc được phun ra từ hai bên lỗ mũi. Tứ cấm vệ quân bắt đầu di chuyển tiến về phía trước, tiếng lọc cọc của chân ngựa đạp xuống nền đất vang lên rõ mồn một, tựa như là một chiếc máy bay chạy đà cất cánh vậy. Sau khi rời xa được một quãng, cả người lẫn ngựa bắt đầu lơ lửng trên không trung, rồi đạp gió bay thẳng lên trời. Càng lên cao, hình bóng của họ lại ngày một mờ nhạt, mãi cho đến khi cả thân ảnh của bọn họ đã biến mất hoàn toàn trên nền trời u tối. Có lẽ là mấy vị kia đã dùng phép tăng thiên. Âm quân tộc Trần vừa rời đi không lâu thì lục quân Ngự Tiền nhà Lê cũng bắt đầu hành động. Không phô trương thành thế như tộc Trần, cưỡi mây đạp gió, âm quân nhà Lê chỉ lặng lặng bước từng bước dài trên mặt đất, tiến về hướng căn nhà 4 tầng lầu kia. Cái điều quái dị ở đây là họ càng rời xa nơi đây bao nhiêu, thân ảnh họ lại càng lùn đi bấy nhiêu. Mới đầu tôi còn tưởng mình hoa mắt, mãi cho đến khi dùng tay vướt bớt nước mưa đang đọng trên hàng lông mi, tôi mới nhận ra không phải chiều cao của mấy vị này bị giảm đi, mà thật ra thân hình của lục quân Ngự Tiền đang chìm dần sâu vào trong lòng đất. Mới đầu là đầu gối, sau đó rồi đến hông, hai bên vai, và cuối cùng là cả cái đầu cũng lún hẳn xuống đất. Âm quân nhà Lê dùng thuật độn địa. Hiện giờ ở tại nơi đây chỉ còn duy nhất thân binh Thuận Quảng, âm quân họ Nguyễn. Mấy vị này thì không rời đi, chỉ đứng bao vây lấy Trần Đề, dường như đang chờ hắn phục mệnh vậy. Ấy thế mà tên kia chẳng thốt ra câu nào, chỉ im lìm hành động. Trần Đề mới chậm rãi tiến lại gần ô long đao vốn vẫn đang cắm trên mặt đất. Hai tay hắn nắm chắc vào chuôi đao, từ từ nhấc lên. Mãi cho đến khi lưỡi đao rút hết ra khỏi mặt đất, hắn mới dừng lại. Chính vào cái lúc này, một thứ âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, nghe tựa như một loài động vật nào đó đang gầm giống vậy. Lần trước vì mải mê nhìn Trần Đề tác pháp nên tôi cảm nhận không có rõ. Bây giờ rốt cuộc tôi có thể phán đoán âm thanh đó là gì rồi. Thanh đao kia mang tên là Ô Long, vậy đây chẳng phải là tiếng long ngâm hay sao? Đã lấy được đao rồi, nhưng mà Trần Đề không di chuyển ngay, hắn vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Ngược lại, năm vị thân binh Thuận Quảng lại hành động. Thay vì trước đây họ bao vây lấy Trần Đề thì nay họ bước chậm rãi ra sau lưng hắn. Ngọn lửa rực đỏ nơi mũi thương vẫn bập bùng nhảy múa trong không trung. Thú thật, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng ghen tức với Trần Đề, bởi nhìn hắn quá là ngầu. Giá mà tôi học được một tí phép thuật của hắn, đảm bảo tôi cũng có thể đẹp trai như vậy. Nhưng tiếc rằng chỉ là mơ mộng hão huyền. Không gian nơi Trần Đề đứng vẫn thuần một sắc đỏ rực, khí huyết hồng vẫn liên tục thoát ra từ ô long đao mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Chúng đặc quện đến nỗi hiện giờ nhìn Trần Đề chẳng khác nào một xích nhân cả. Hắn cứ đứng ở nơi đó, chẳng nói chẳng rằng. Năm vị hộ pháp nhà Nguyễn cũng giống y hệt như Trần Đề, lặng lẽ im lìm, tựa như những pho tượng đá. Không biết là rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lâu, thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được ấy chính là cơn mưa nặng hạt đổ xuống xối xả từ lúc ban trưa đến tận chiều tối đã bắt đầu có xu hướng yếu đi, hình như là trời sắp tạnh. Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi không còn trông rõ ràng được thân ảnh của Trần Đề nữa. Cả người quán đã ẩn giấu trong đám khí huyết hồng, nhưng mà tôi vẫn dám chắc rằng hắn vẫn đứng đó chờ đợi, chứ chưa hề rời đi. Bởi vì năm vị thân binh Thuận Quảng vẫn còn tại nơi đây. Còn việc tại sao hắn không lập tức hành động thì chắc chỉ có bản thân hắn mới rõ mà thôi. Người ta thường có nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Ấy nhưng sau cơn mưa tầm tã kia, bầu trời vẫn đặc quạnh một màu đen tuyền. Không phải là vì còn mây đen, mà là do thời gian đang vào buổi đêm. Thứ duy nhất sáng ở đây có lẽ là một vòng tròn to, đẹp đẽ treo vằng vặc trên cao. Không sai, nó chính là mặt trăng. Ấy nhưng bóng nguyệt kia cũng không tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ được lâu, bởi chưa đầy một phút sau thôi, nó đã đổi màu rồi. Từ ánh sáng trăng trắng mờ mờ ảo ảo, chuyển sang sắc đỏ rực như máu. Điều này khiến cho tôi giật mình kinh hãi không thôi, nhưng mà cũng không quá là bất ngờ. Bởi nếu tôi nhớ không lầm ấy,
Và buổi sáng ngày hôm ấy, khi thức dậy, tôi đã đọc được thông tin trên báo: đêm nay sẽ xuất hiện hiện tượng trăng máu. Huyết nguyệt vừa chuyển màu không lâu, rốt cuộc ở nơi vị trí của Trần Đề, năm vị thân binh Thuận Quảng cũng bắt đầu chậm rãi hành động. Họ hướng về phía căn nhà 4 tầng lầu kia, bước từng bước dài trên nền đất. Còn ở nơi Trần Đề, giống như lúc trước, tôi vẫn không thể nào thấy rõ được thân ảnh của hắn. Cứ thế, cứ như thế, từng cái thân hình to cao, mũi thương rực lửa, cả người tràn ánh sáng đỏ hồng, áp sát vào căn nhà ầm. Khi mà mấy cái vị này tiến gần vào phạm vi cánh cửa nhà, cách căn nhà chỉ độ 3 mét thôi, lúc này dị biến phát sinh. Một cái chàng cười như điên như dại đột ngột vang lên. Điệu cười kia vô cùng quen thuộc đối với tôi. Chủ nhân của nó không phải ai xa lạ, kẻ đó chính là Pảng A Lý. Đến đi, cuối cùng cũng tới. Mà khách đến chơi nhà hôm nay đâu phải kẻ thường, khách quý mà. Nào, hỡi vị khách đáng tôn kính ngoài kia, người mà có thể điều khiển được cả âm quân ba triều của Đại Việt, đừng có đứng thất thần ngoài đó nữa, nhanh vào nhà đi, để bồn tọa được chu toàn đạo chủ khách. Nghịch tặc ngông cuồng, đứng trên đất Đại Việt ta mà còn dám thách thức pháp sư nước ta, dưới mắt thánh ta hãm hại con dân của ta, dùng cổ trùng giết chết hơn 300 sinh mạng của làng Ó, lại sử dụng tà thuật của Miêu Cương cưỡng chế bắt hồn, luyện họ thành âm binh. Pảng A Lý, ngày hôm nay mạng của người ta nhất định sẽ lấy. Cái thằng nhóc con, bổn tọa biết nhà ngươi lợi hại, nhưng mà nếu muốn lấy được thủ cấp của ta, mau gọi Trần Long và quỷ nhân đến thì may ra. Còn đối với một cái tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, miệng còn hôi sữa như nhà ngươi, mở mộng hão huyền. Pảng A Lý ơi là Pảng A Lý, sau cái trận đại chiến năm đó, bàn tay của ngươi đã nhúng máu không biết bao nhiêu tộc nhân hai nhà Trần Lê, bị truy sát như chuột chạy qua đường, người người hô đánh, mùi vị đó chắc chắn không dễ chịu chút nào, có đúng không? Ẩn nhẫn âm thầm nhịn nhục biết bao nhiêu lâu, chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi, nhưng mà kẻ si tâm vọng tưởng mới chính là ngươi. Trần Long quỷ nhân, ngươi đừng có nhắc đến tên hai vị sư phụ của ta. Nực cười, ngươi xứng hay sao? Thằng nhóc con, câm mồm. Chuyện của năm đó là do bổn tọa bị vây công, pháp sư Đại Việt dùng nhiều đánh ít, chứ nếu mà đứng ra quyết chiến một trận công bằng, bổn tọa há sợ kẻ nào. Pảng A Lý ơi là Pảng A Lý, vẫn là người giỏi lấp liếm mà. Nhưng mà sự thật ra sao, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Cái cuộc trò chuyện giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc ở đây rồi. Tổ huấn đã dạy giặc chính là giặc, đã là giặc thì phải giết. Nói đi, ngươi muốn chết theo cách nào? Được thôi, thù thì đã kết xuống rồi, hận đến mức đỏ mắt. Tới đi, quyết chiến một trận sinh tử đi. Cuối cùng, cuộc hội thoại giữa Trần Đê và Pảng A Lý cũng kết thúc. Tôi chỉ biết đứng đực ra quan sát mọi chuyện, cố lần theo âm thanh giọng nói phát ra, tìm kiếm vị trí của tên giặc kia. Rốt cuộc là sau một hồi nhìn quanh, tôi phát hiện được ở phía trên sân thượng của căn nhà 4 tầng lầu là một cái thân ảnh đen chùi chũi đang đứng đó. Pảng A Lý lặng lặng ở trên cao, dõi mắt quan sát tình huống trước sân nhà. Trên đầu quán là vầng huyết nguyệt đỏ mọng. Phía dưới này, năm vị thân binh Thuận Quảng vẫn tiếp tục bước những bước dài, đi đến cửa chính của ngôi nhà. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo khiến tôi bất ngờ không thôi. Chỉ thấy Pảng A Lý gầm lên, sau đó hắn đọc một tràng chú ngữ khó hiểu, rồi phất tay. Gần như ngay lập tức, cánh cửa nhà to cao vốn đang im lìm đóng chặt, đột ngột bật tung ra. Lúc này tôi mới vội nín thở, cố gắng nheo hai con mắt để nhìn rõ mọi thứ phía sau cánh cửa kia. Nhưng mà đáng tiếc thay, tôi chẳng trông thấy được cái gì. Bởi từ bên trong căn nhà 4 tầng lầu đã phun ra từng cái luồng khí đen đặc. Nếu mà tôi phán đoán không sai, có lẽ đó là âm khí. Mà cứ cho là không phải đi chăng nữa, thì nhìn dáng vẻ của nó cũng chẳng biết được đám khí đen chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam. Nhưng mà cũng khá là khen thay cho Pảng A Lý, hắn dám mở cửa nghênh chiến, chứ không trốn chui trốn nhủi ở một góc. Khung cảnh lúc này thì vô cùng là kỳ lạ. Ở phía bên ngoài, ô long đào liên tục toát ra khí đỏ. Bên trong căn nhà cũng không kém cạnh, phun trào khí đen. Một đỏ một đen vạch rõ ranh giới. Ấy thế mà sự việc diễn ra không quá lâu, bởi chỉ độ tầm 3 phút sau thôi, từng cái luồng khí huyết hồng đột ngột biến mất, như thể là chúng đã bị đám khói đen nuốt trọn vậy. Trong lòng tôi cũng chợt nhận ra, Trần Đề đã tiến vào bên trong. Bởi thân ảnh của năm vị thân binh Thuận Quảng đã vô tung vô ảnh, lại nhìn về sân thượng.
bóng hình của Bảng A Lý cũng không còn thấy đâu nữa. Có lẽ hai người sẽ đại chiến ở bên trong căn nhà. Lúc này tôi chỉ biết chửi thầm trong đầu: con bà nó chứ, đánh nhau ở đâu không đánh, lại chui cả vào bên trong hết vậy. Có cho một kẻ đi qua đường hóng như tôi có dịp được mở rộng tầm mắt hay không? Thú thật là nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi lo cho sự an nguy của Tuyết nhiều hơn. Hai tên khủng bố, một kẻ là lão cáo giả thành tinh, tổng trưởng Miêu Cương, sống dài như đỉa vậy. Người còn lại là chuyên nhân của cả tam tộc, pháp sư các bậc chấn thiền. Cái gì gọi là châu bò đánh nhau rồi mũi chết, đó là đây chứ còn đi đâu được nữa. Nhìn về phía căn nhà, tôi bực tức không thôi. Bởi cửa nhà thì vẫn rộng mở, không có dấu hiệu khép lại. Ấy nhưng từng cái luồng ma khí vẫn lởn vởn quanh đó, khiến một người chẳng biết một tí gì về phép thuật như tôi không sao mà tiến vào được. Bất lực, tôi cứ đi đi lại lại một chỗ, ngao ngán không thôi. Những cái lúc căng thẳng, không tìm ra phương án giải quyết như thế này, tôi thường có thói quen hút một điếu thuốc. Thế là đưa tay lên túi áo, lần sờ tìm kiếm một hồi. Sau đó thì rút tay ra, nhưng mà thuốc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một vật màu tím. Trông thấy thứ này, đột nhiên tôi mừng rỡ không thôi, như thể là có dòng điện xẹt nhanh qua não vậy. Phải rồi, tấm phù lục ánh kim mà Trần Đê đã cho tôi khi trước. Có nó thì liệu tôi có thể chui vào bên trong căn nhà kia hay không? Lúc này tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà cân nhắc mọi thứ nữa. Muốn biết tấm bùa này có hiệu quả hay không thì cứ vào thử là rõ ngay mà. Không suy nghĩ thêm nữa, nắm chắc lá bùa trong tay, tôi mới cẩn thận tiến từng bước nhỏ về phía cánh cửa nhà. Càng lại gần tôi càng cảm thấy áp lực không thôi. Trong vô thức, tôi nuốt cạn một ngụm nước bọt. Hai mắt chăm chú quan sát, từng cái luồng khí tức đèn tối vẫn đang lởn vởn, bao trùm cả một khoảng không gian kia. Lại gần thêm một chút nữa, gần đến mức tôi chỉ cần duỗi thẳng tay là có thể chạm vào cánh cửa nhà rồi. Chẳng rõ cái đám âm khí kia có phải vật sống hay không, mà dường như chúng cảm nhận được tôi tới gần. Thế là lũ lượt trào ra, chẳng khác gì núi lửa phun trào. Biết là bản thân mình đã vượt qua ranh giới an toàn, không dám chần chừ lâu thêm nữa, lập tức tôi giơ cao lá phủ trong tay. Trong lòng mới thầm nhủ, nếu quả thật việc này không thành, tôi sẽ nhanh chóng rút lui ngay lập tức. May sao mọi chuyện tiếp theo diễn ra đúng như những gì tôi suy tính. Lá phủ ánh kim đột nhiên nóng bừng, rồi phát ra ánh sáng, giống như là khi trước vậy, ba màu đan xen. Đám ma khí đang ào ào trào đến như lũ quét, như thể là gặp phải khắc tinh. Chúng mới tách ra làm hai nửa, không còn phóng thẳng về nơi tôi đứng nữa. Cái sự việc trên giúp tôi càng vững dạ hơn. Còn mẹ nó phải như vậy chứ. Bây giờ cái việc thiết yếu đầu tiên là phải đi tìm phòng của Tuyết, mặc xác cho hai tên điền kia. Trai cò đánh nhau ngựa ông đắc lợi, cứu được Tuyết ra khỏi nơi đây rồi hãy tính tiếp đi. Sắp xếp kế hoạch trong đầu ổn thỏa, tôi chậm rãi bước vào sâu bên trong. Giống như Trần Đề vậy, thân ảnh tôi bị đám khói đen bao vây rồi nuốt trọn lấy. Tuy là được tấm phù lục ánh kim bảo vệ khỏi âm khí, nhưng mà tình huống của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Xung quanh ngoài cái một cái màu đen đặc thì chẳng còn trông thấy được gì cả, như là kẻ mù đi trong đêm tối. Không dám vọng động, tôi di chuyển từng bước nhỏ, tập trung toàn bộ tinh lực, quan sát mọi thứ xung quanh. Chẳng rõ là tôi lần mò ở trong đó được bao lâu, ấy nhưng tôi tự ý thức được rằng có chuyện gì đó bất bình thường. Suy xét lại mọi thứ, cứ cho là căn nhà 4 tầng lầu này rất là rộng đi, nhưng cũng không thể nào mà lớn như vậy được chứ. Kể cả là tôi có đi chậm và bước ngắn chân, nhưng đo khoảng cách tôi di chuyển từ nãy đến giờ, ắt hẳn là cũng phải gần một cây số rồi. Vả lại, nếu đã là nhà thì phải có vật dụng. Từ trong câu chuyện của anh Huỳnh, tôi còn nhớ rõ một chi tiết là ở phòng khách căn nhà có một bộ bàn ghế gỗ. Thế nhưng nãy giờ tôi chẳng có va phải bất kỳ thứ đồ vật nào. Sự việc này quá là quỷ dị đi mà. Hiện giờ tôi như con cá mắc cạn. Nếu mà không sớm tìm ra phòng của Tuyết và rời khỏi nơi đây, mạng tôi chắc chắn sẽ phải bỏ lại. Thế nhưng vấn đề bây giờ là làm sao có thể tìm được, khi mà chính bản thân tôi còn chẳng biết mình đang ở chỗ nào. Đông Tây Nam Bắc chẳng thấy rõ hướng, cũng không thể nào phân biệt được đường. Cực chẳng đã, tôi cứ đứng đực tại vị trí cũ. Đúng vào cái lúc tiến thoái lưỡng nan, không biết lên tiến hay rút lui, thì đột nhiên tôi trông thấy ở phía xa có một thứ đồ vật gì đó hơi đỏ đỏ. Dùng tay dụi mắt vài lần cho chắc ăn, khi xác nhận được điều ấy là sự thật chứ không phải là do tôi hoa mắt, lập tức tôi vội vã chạy về chỗ đó. Bởi tôi nhớ rõ ràng khi Trần Đê vào đây,
toàn thân hắn được bao trùm bởi một màu huyết sắc. Có lẽ là nếu may mắn, tôi có thể tìm được hắn chẳng. Càng tới gần thì cái màu đỏ kia ngày càng rõ. Mừng rỡ, chân của tôi càng dẫm xuống mặt đất nhanh hơn. Dùng hết sức bình sinh, tôi nhoài mình về phương ấy. Đây rồi, cuối cùng cũng tới nơi. Ây, nhưng tôi còn chưa kịp thở phào ra một hơi thì đã lại phải hít sâu vào một ngụm. Bởi cái thứ đỏ đỏ mà tôi trông thấy nào đâu phải là chân đê, mà nó tròn tròn, vằng vặc treo cao, rõ ràng là cái vầng huyết nguyệt. Không, không những có chằng máu, mà nằm ở phía dưới nó, nơi xa xa, thấp thoáng là những mái nhà. Thú thật là chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trí mình mơ hồ như lúc này. Tôi tiến vào trong một căn nhà, tôi thấy chằng, và bây giờ tôi lại thấy nhà trong nhà. Không những một, mà lại còn rất nhiều nữa. Nhà nào nhà đó san sát vào với nhau, tựa như một ngôi làng vậy. Rốt cuộc là tôi đang tỉnh hay đang mơ? Để chắc ăn, tôi mới cắn vào môi mình đến bật cả máu, đến mức tôi còn ngửi được mùi tanh tanh ở trong miệng. Cơn đau rát khiến đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo hơn. Hít sâu thêm vài hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi mới nghiến răng bực tức. Còn bà nhà nó đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Biết tự dưng có chuyện không sao giải thích nổi đang diễn ra ngay trước mắt mình, tất nhiên là sẽ có uẩn khúc rồi. Nhưng mà nếu đã là họa thì được, Đức Tào cũng chơi với bọn mày đến cùng, xem đứa nào sợ đứa nào. Tự trấn an mình thêm vài lần nữa, tay nắm chắc tâm phù lục ánh kim, tôi mới nhanh chóng bước lên phía trước. Càng lại gần mấy ngôi nhà, trong lòng tôi lại càng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ, và những câu hỏi cứ tự nhảy ra trong mạch suy nghĩ của chính mình. Cảnh vật xung quanh cho tôi biết được đây rõ ràng là một ngôi làng. Ấy nhưng mà không sao thấy bất kỳ người nào, kể cả âm thanh xung quanh thì cũng không có cơ. Mọi vật đều chìm vào trong sự tĩnh lặng ma quái. Khi mà đi ngang qua một căn nhà tranh, thấy cửa sổ vẫn còn mở, đèn thì vẫn còn sáng, tôi mới vội nép sát mình vào một bên, liếc mắt vào bên trong xem thử. Chỉ thấy là không gian bên trong, ngoài một chiếc đèn dầu đang đặt ở trên bàn nằm ở chính giữa căn phòng, thì không hề thấy có dấu hiệu của người sống. Lại đảo mắt quan sát thêm một hồi, nhận ra một điều không giống bình thường, tôi mới chăm chú nhìn về nơi đó. Lần này tôi phải giật mình kinh hãi, sợ đến mức tí thì thét lên. Tôi dám chắc chắn 1000 lần là bên trong căn nhà không hề có bất kỳ người nào. Thế nhưng trên vách tường sao lại xuất hiện mấy cái bóng? Chúng in hẳn lên trên. Mẹ cha ơi, không có người mà lại có bóng. Dù là có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng cảm nhận được cái sự việc này đầy bất bình thường. Trong thoáng chốc, những hình ảnh kinh dị về đám âm binh mà Pảng Á Lý nuôi lại lướt qua tâm trí của tôi. Không lẽ là mấy cái bóng đen in hẳn trên vách tường kia lại là bọn chúng? Không phải là tôi xui xẻo đến mức đó chứ. Chạy loạn một hồi, tưởng tìm thấy đường ra, ai ngờ đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, lại chui đúng vào ổ của bọn nó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi lại cảm thấy không có đúng. Bởi nếu đây là nơi mà Pảng Á Lý nuôi âm binh, vậy thì tại sao lá bùa ánh kim trong tay tôi lại chẳng có phản ứng? Bình thường nếu nó tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ là lập tức kiểu gì cũng sáng lên hoặc là tỏa nhiệt. Còn bây giờ nhìn nó so với khi trước thì chẳng khác là bao. Cực chẳng đã, tôi cứ giơ tấm phù lục lên trước mặt mà lần sờ mãi. Không lẽ là do tôi sử dụng nó quá nhiều nên tác dụng yếu bớt đi rồi? Vậy mà cũng chẳng thẫn thờ được lâu, bởi chưa đầy một phút sau thì lại có chuyện quái dị phát sinh. Đầu tiên là phải kể đến cái ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu bên trong nhà tranh. Khi mà tôi vừa mới tới đây, nó còn phát ra màu sắc vàng nhạt. Bây giờ đột nhiên nó đổi màu, từ sắc vàng bắt đầu chuyển sang xanh lét như ma trời. Đồng thời nhiệt độ xung quanh tôi bỗng nhiên giảm đi rõ rệt, đến mức lạnh lẽo cả da thịt, giống y hệt mùa đông ngoài miền Bắc vậy. Đưa cái đôi bàn tay run run lên trước miệng, tôi hà hơi lấy nhiệt, mắt vẫn không quên liếc vào khoảng không gian bên trong căn nhà tranh. Không nhìn thì thôi, chứ vừa quan sát được cảnh vật ở phía trong, lúc này tôi sợ muốn líu cả lưỡi. Cái đèn nó đã đổi màu đủ đáng sợ lắm rồi, đằng này mấy cái bóng đèn ở trên vách tranh tôi trông thấy khi trước. Chúng từ bất động, bắt đầu trở nên uốn éo, như thể là đang nhảy múa khiêu vũ vậy. Dùng hai tay bịt miệng mình lại để tránh mình kìm không được, phát ra âm thanh, đánh động lên chúng nó. Tự hiểu là bản thân mình ở đây lâu không tốt, kiểu gì cũng sẽ phát sinh biến cố. Tôi mới cẩn thận hết mức có thể, khom người kiễng chân, chậm rãi lò mò rời xa căn nhà kia. Không dám đi quá là nhanh, nên phải tận 10 phút sau, tôi mới đi ra hết phạm vi của ngôi nhà.
Đập vào ngay trước mắt tôi hiện giờ là một con đường, xung quanh có khá nhiều cây cối, nhưng mà chẳng rõ chúng là loại gì, bởi ở trong không gian nơi đây bóng đêm che phủ tất cả. Dọc theo hai bên con đường kia là những căn nhà, hầu hết là nhà tranh vách nứa, chúng nằm liền kề với nhau. Tình trạng của bọn nó cũng chẳng khác gì căn nhà đầu tiên tôi đi vào là bao. Tất cả đều có ánh sáng, nhưng mà xanh lét như ma chơi. Không cần tiến lại gần để kiểm tra, tôi cũng dám chắc 8-9 phần là ở bên trong kiểu gì cũng có một đám bóng đen dính trên vách tường đang nhảy múa nữa. Nên ngay lập tức tôi dập tắt ý định tiến lại gần quan sát. Bây giờ thì chỉ có hai con đường để cho tôi lựa chọn. Một là tiến vào sâu hơn, phương án thứ hai là rút lui theo đường cũ. Ấy nhưng cân đo đong đếm một hồi, tôi quyết định đi thử vào bên trong tìm kiếm vận may. Bởi bây giờ mà cứ chui ra thì kết quả cuối cùng chờ tôi cũng chẳng có gì khác ngoài bóng tối vô tận. Quyết định như vậy nên tôi mới cắn răng, hít sâu, lẩm bẩm vài câu tự trấn an bản thân, rồi hướng về nơi sâu của ngôi làng mà bước đi. Không dám di chuyển quá nhanh nữa, chỉ sợ kinh động mấy cái bóng trong nhà. Tôi cứ bước được một quãng là sẽ dừng lại, cẩn thận chăm chú quan sát xung quanh, xem thử là có gì biến đổi hay không. Tránh để bất chợt cái lũ bóng đen kia có đột ngột chui ra thì tôi còn biết đường mà ẩn nấp nữa. Cứ như thế, vận dụng toàn bộ tinh khí thần của bản thân, càng tiến càng sâu hơn, nhiệt độ thì cũng giảm dần đi, chẳng khác nào đã sương lạnh còn thêm băng tuyết. Ở nơi đây tôi mất đi khái niệm về thời gian và không gian. Cái con đường mòn kia kéo dài dường như vô tận vậy. Đi mãi, cảnh vật cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, khiến cho tôi cảm thấy nản lòng thoái chí không thôi. Có những lúc tôi tưởng chừng sẽ gục ngã, buông xuôi, mệt mỏi mà muốn ở lại nơi đây mãi mãi. May sao là mỗi lần như vậy, lá phù trong tay tôi lại tỏa ra một luồng nhiệt nóng hổi chạy thẳng lên đại não, khiến đầu óc của tôi minh mẫn trở lại. Ý thức được rằng những mong muốn trên xuất phát không phải từ nội tâm, mà do chính cái không gian ma quái nơi đây tạo thành. Sợ hãi, lo lắng, băn khoăn, mệt mỏi, tôi vẫn bỏ mặc tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực. Hai chân thì lại càng tăng nhanh cước bộ. Mẹ nói chứ, cho dù có cho thêm tiền, tôi cũng không muốn ở lại đây với lũ âm binh của lão khọm Pảng A Lý. Và tập này đến đây thì lại hết mất rồi. Lần này thì chắc chắn là chỉ còn một tập sau nữa thôi là tập cuối. Thế nên anh em cứ yên tâm nhá. Về video này vô cùng hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không like và share, thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân này cảm ơn anh em.